từng bị chê vứt bỏ. Cứ chiều đến, dọc bờ biển Hà Tĩnh những ngày này tấp nập tàu thuyền ra vào bán cá khoai, người mua kẻ bán xôn xao cả một vùng. Thậm chí thương lái từ nhiều nơi đổ về nhập cá khiến các cảng biển càng sôi động. Tại bờ biển xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, những rổ cá khoai còn rất tươi nhanh chóng vận chuyển từ thuyền lên bờ, được các thương lái tranh nhau mua. Ông Hồ Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Khang, cho biết, mùa đánh bắt cá khoai thường kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12 âm lịch. Năm nay, Bà con ngư dân trên địa bàn xã Trúng Đậm cá khoai lại bán được giá hơn mọi năm. Người dân đánh bắt cá khoai từ khoảng 8 hải lý trở vào bờ, một ngày bình quân mỗi thuyền công suất dưới 20 CV đánh bắt được từ 10 đến 50 kg, thậm chí có nhiều thuyền đánh bắt được từ 70 đến hơn 100 kg cá khoai một ngày. Theo ông chính, cá khoai nhiều năm nay được xem là đặc sản, khan hiếm, được thị trường rất ưa chuộng nên thương lái đến tận các nơi đặt hàng, thu mua với số lượng lớn. Sau đó, cá được đưa về chế biến hoặc đem đi tiêu thụ lại cho các nhà hàng. Khách sạn, giá cá khoai năm nay tăng khoảng 40-50%, giao động từ 100.000 đến 120.000 đồng trên kg. Còn những mùa trước chỉ 50.000 đến 80.000 đồng trên kg, ông chính nói. Theo những người đánh bắt cá khoai, trước đây mỗi lần đi biển thấy loài cá này không ai muốn đánh bắt mang về, vì thịt mềm và nhão như cháo rất khó chế biến, nếu có mắc lưới thì đưa về cũng vứt hoặc chế biến cho lợn. Khoảng 10 năm nay, món cá này có cách chế biến mới, rất ngon và phù hợp với mùa lạnh nên được người dân và các nhà hàng săn mua một ngư dân cho hay, anh Nguyễn Văn Sáng, ngư dân xã Lộc Hà, cho biết, năm nay chúng mùa cá khoai và bán được giá nên hầu hết thuyền bè đều ra biển đánh bắt. Có nhiều gia đình trong thôn anh mỗi ngày thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng nhờ cá khoai.